Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, người dân sinh sống cạnh nhà máy xử lý rác của chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại Hoàng Long ở thị trấn Lương Sơn rất bức xúc vì tình trạng ô nhiễm môi trường. Thậm chí, nước rỉ rác từ nhà máy xả thải ra môi trường gây chết cá ở dòng suối địa phương. Mặc dù các cơ quan chức năng đã kiểm tra xử lý, trong đó năm 2018 ban hành 3 quyết định xử phạt, nhưng vì sao nhà máy vẫn tiếp tục gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường? Phóng sự sau sẽ làm rõ hơn về vấn đề này. Đây là những hình ảnh về bãi rác thải tồn đọng ở nhà máy xử lý rác thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, được chúng tôi ghi lại cách đây không lâu. Nước rỉ rác từ các bãi rác tồn đọng trước khi xả ra môi trường chỉ được xử lý một cách đơn giản là bổ sung vôi bột. Hệ lụy của việc làm này là dòng nước của khu vực suối Xóm Mòng bị ô nhiễm nghiêm trọng. Người dân ở địa phương không dám lấy nước suối để sản xuất. Vào ngày 28 và 29 tháng 3 năm 2019, người dân phát hiện cá chết ở khu vực suối Mòng. Trên cái nước này là từ công ty nước thải trong núi ra, cho nên là nông nghiệp bên này là rất là mất mùa màng về cái nước này, cho nên ô nhiễm rất nhiều. Quanh xóm ở đây người không được, ruồi muỗi nhặng cũng nhiều. Cái nguồn nước ở trong kia chảy ra đây là rất chi là mùi, có hôm là màu đen xịt, có hôm là mùi, có hôm là đốt thải các loại rác rất chi là hôi thối. Mỗi hôm là thải, như hôm nọ thải ra bên kia mà không dám đắp nước vào trong ruộng. Qua kết quả kiểm tra của đoàn công tác của tỉnh do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì vào trung tuần tháng 4 năm 2019, thì nhà máy đã thay đổi công trình xử lý nước rỉ rác. Theo nội dung báo cáo, đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, đơn vị này phải thực hiện theo quy trình. Nước rỉ rác dẫn tới bể thu gom, tới ngăn trộn, tại đây bổ sung thêm một số hóa chất, sau đó tới ngăn lắng kết hợp phản ứng xoáy, được bơm định lượng dung dịch vôi sữa và thải ra hồ sinh học. Tuy nhiên, trên thực tế, nước thải ở nhà máy được thu về ao lót số 1, dẫn sang ao không lót số 2, chảy tràn qua ngăn lắng, có bổ sung vôi bột, thải ra suối khu vực dự án. Bên cạnh đó, công nghệ xử lý rác của nhà máy đã thay đổi so với báo cáo, đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Thay vì công nghệ chuyển rác thải sinh hoạt, đóng rắn thành viên nhiên liệu công nghiệp, viên nhiên liệu dân dụng và phân bón hữu cơ, thì thực tế, nhà máy xử lý rác bằng phương pháp đốt. Đơn giá xử lý nó quá thấp so với các cái chi phí của doanh nghiệp bỏ ra. Với cái đơn giá hiện tại là 276.000 đồng chưa về thì là không đủ cái chi phí nhân công và xăng dầu tiêu tốn thường xuyên. Cũng rất khó khăn, cho nên là không có khả năng để tái đầu tư và mở rộng sản xuất, nâng cao cái dây chuyền thiết bị lên. Nên là chính vì như vậy thì đến tháng 4 vừa năm 2019 là đơn vị cũng đã dừng nhập nhận cái rác thành phố Hòa Bình. Vấn đề xử lý rác thải có ảnh hưởng rất lớn đến môi trường. Vậy mà nhà máy chưa hoàn thiện công trình bảo vệ môi trường đã đi vào hoạt động nhiều năm nay là điều khó có thể chấp nhận. Hơn chục nghìn tấn rác thải ở nhà máy vẫn đang tồn đọng, chưa được phủ bạt che kín, gây ô nhiễm không khí, môi trường sống và nước rỉ rác ngấm xuống lòng đất, nhất là vào mùa mưa. Thưa quý vị và các bạn, những đống rác này được trở về từ năm 2015. Tuy nhiên, do lượng rác về quá nhiều nên đến nay vẫn chưa tiến hành xử lý. Trên những đống rác đã có rất nhiều cây cỏ mọc lên tốt tươi. Do thời tiết là một là chính, khi lắng mưa nó bốc lên cũng không thể tránh được, vì bãi rác thì không thể tránh được mùi. Về thực tế thì cái phần mà tồn đọng thì chúng tôi cũng đã che bạt, nhưng mà dù nó cũng chưa đạt được yêu cầu lắm, mà chính vì cái hiệu quả sản xuất nó quá thấp nên nhà đầu tư là đã không đầu tư tiếp, vì không có nhà đầu tư tư nhân nào làm đầu tư vào mà nhìn thấy lỗ thì họ sẽ không đầu tư. Hiện nay, nhà máy xử lý rác thị trấn Lương Sơn đã dừng tiếp nhận rác ở thành phố Hòa Bình. Rác ở thành phố Hòa Bình đang đưa về khu tái chế và xử lý rác thải Hòa Bình ở xã Hợp Thịnh, huyện Kỳ Sơn để xử lý. Tuy nhiên, với những núi rác như thế này đang tồn đọng thì không biết đến bao giờ mới có thể xử lý hết được, khi công suất xử lý rác của nhà máy
chỉ đạt khoảng từ 50 đến 60 tấn một ngày. Tình trạng này càng kéo dài thì càng gây ô nhiễm nguồn nước và không khí khu vực thị trấn Lương Sơn một cách nghiêm trọng. Vấn đề này rất cần có giải pháp tháo gỡ.